just a lead, but then bold. Yeah. Về nhà, yeah. Lao vào đời và kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội. Những thành thì đừng lấp lánh, còn đến thành thì đừng chơi trọi. Yêu mọi đứa trẻ khác, lớn lên muốn đi xa hoài. Nhà thì vẫn ở yên đó, đợi những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà. Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá. Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn nhiều mình không xấu xa. Đôi lúc cũng thấy đồng cảm với mấy an kim. Bước chân ra là sóng gió, chỉ có nhà phải an kim. Ngoài kia phức tạp như để mã và dây mơ. Về nhà đã có lúc cho phép tình dịch ngây thơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.